Chiều 4 tháng 9, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, trên nền tảng những giá trị quý báu của mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, hai nước sẽ tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tích cực phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và phối hợp triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, trong đó có các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 8 vừa qua, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn nữa giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Indonesia hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm halal có xuất xứ Việt Nam. Đề nghị Indonesia công nhận nỗ lực của Việt Nam trong ngăn chặn tàu cá vi phạm EU. Tổng thống Widodo hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có VinFast đầu tư tại Indonesia, đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, hệ sinh thái xe điện, đề nghị hai nước tăng cường hợp tác biển, hợp tác đánh cá bền vững và sớm ký bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhất là việc ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.